Ok, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hp4sao.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em không phải là blend màu nữa nhé, mà là một cách để chúng ta ghép ảnh chân dung của các bạn theo một cái style, nó giống cái phong cách ấy, nó giống như kiểu là một cái MV vậy đó ha. Nó sẽ nó giống như là hơi có sự thiết kế một chút xíu và nó khá là vui, bởi vì gần đây các bạn có thể biết cái trend tìm nhà trọ rồi đúng không? Ừ, thì nó sẽ giống giống kiểu như vậy đó. Rồi ok, thì nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút subscribe và đăng ký ngay phía dưới nhé. À, và nhấn nút chuông nhỏ bên cạnh nữa để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Ok ha. Rồi, ngoài ra thì mình có quảng cáo chút là mình có những cái preset blend màu và những cái khóa học Photoshop và Lightroom từ cơ bản tới nâng cao. Thì các bạn có thể click vô cái link ở phía dưới phần description, phần mô tả hoặc là dưới phần comment nhé. Stop mà mình sử dụng trong ngày hôm nay nó sẽ là stock của bạn Nguyễn Bình. Nếu như các bạn nào đang muốn ghép một tấm hình kiểu như thế này, thì ví dụ các bạn cần tìm nhà trọ, tìm công việc, tìm gia sư, tìm kiểu như thế ha, thì các bạn có thể làm theo cách này cũng khá là độc đáo, cũng khá là vui. Ví dụ thay vì làm cái profile bỏ lên nhìn chán thì làm hình này. Bây giờ mình làm này là tìm tìm việc làm đi ha, ví dụ tìm việc làm đi, nhìn như kiểu bạn bạn nữ đại học bách khoa ra nhưng mà thất thần kiểu không có việc làm chẳng hạn như thế ha, thì mình sẽ làm một cái tấm poster tìm tìm việc làm đi. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái file mới với tấm hình này nhé. Nếu được các bạn có thể chọn những cái tấm hình của cá nhân các bạn, và nếu được cái chất lượng nó cao cao chút xíu, dùng điện thoại chụp cũng được, ví dụ như vậy. Thì là kích thước thì mình sẽ để là kích thước dọc hoặc là vuông hoặc ngang tùy các bạn, nhưng mà để chúng ta up lên Facebook ha, chủ yếu các bạn làm để up lên Facebook mà đúng không, thì cạnh dài các bạn hãy để là 2048, còn cạnh còn lại các bạn tùy ý ha. Ví dụ như là ở đây cạnh dài nhân rộng mình sẽ làm chiều cao, thì cạnh dài của mình nó sẽ là cạnh hay là chiều cao, còn chiều ngang mình sẽ là ví dụ như là 1380 chẳng hạn vậy ha, ví dụ như vậy mình sẽ tạo. Hoặc là các bạn để size A4 cũng được đấy, ví dụ 1380 nhân 2048 nhìn nó khá đẹp. Cạnh này sẽ là 2048 và tí nữa mình lưu ra mình up lên Facebook á thì nó sẽ có cái chất lượng cao nhất ha. Rồi ok, việc đầu tiên các bạn sẽ cần phải tách nền này ra ha, tách nền người ra, thì các bạn có thể tách kiểu gì cũng được. Như đây mình có thể tách luôn cả cái ghế ha, mình sẽ sử dụng công cụ là Quick Selection Tool ngay đây thôi. Rồi, các bạn click đây và các bạn sẽ thấy Quick Selection Tool nhé. Nếu như đang chọn là Magic Wand Tool thì bạn click chuột phải và chọn là Click Selection Tool. Ở đây thì các bạn sẽ click và chọn vùng vào người mẫu của chúng ta. Mình không biết bạn tên người mẫu này là gì, nhưng mà nữ học bách khoa thì chắc giỏi đấy, khá xinh nữa. Thì chắc bạn này chắc cũng chẳng đến nỗi là phải tìm công việc đâu. Nhưng mà kiểu vậy. Nếu như các bạn nào sử dụng những bản Photoshop mới hơn thì các bạn thể click vào trong cái Select Subject này. Thì mình không biết là nó có chọn nó tốt không. Select Subject nhé. Ôi, nó chọn người mẫu rất là ổn này, nhưng mà mình muốn chọn cả cái ghế cơ. Ok, thì mình sẽ chọn cái chọn thêm cái ghế thôi. Đó, chọn thêm ghế, chọn thêm ghế, chọn thêm ghế. Ok, tạm thời thế. Có thể phóng lớn này ra chút để các bạn chọn cho nó dễ. Thực ra cái này, cái kỹ thuật mà ghép này thì nó cũng không phải là gọi là cao cấp lắm ha. Bởi vì thực tế là ví dụ như các bạn đã coi cái tutorial của mình rồi á, thì các bạn sẽ biết là những cái video mà dạng như là ghép nâng cao, giống kiểu là video mà kiểu như là làm về ghép ảnh lạc trôi á, đó, thì cái đó là nâng cao đó và cái đó khó đó ha. Thì ở đây nếu như các bạn đang bị rời ra ngoài này, các bạn có thể đè phím Alt+S là phím Alt tờ ngay bên ở dưới phím của các bạn. Alt tờ đó ha, thì các bạn đè phím đó, đè phím Alt+S, Alt+S hả, Alt+S gì đó mình cũng không nhớ. Mình đọc cái chữ Alt+S nhiều khi nhiều bạn cũng chẳng biết là cái phím gì, nhưng mà lại khá là phím Alt tờ đó trên bàn phím các bạn, bộ đôi với phím Control đó ha, Control Alt+S đó, đó đó. Mình không biết cái chữ đây đọc chính xác là gì nhỉ? Nếu các bạn biết thì comment phía dưới cho mình coi thử. Chứ mình cũng thua. Ôi sorry, ôi cái này là phải chọn thêm phần này chứ, đâu phải là tách đâu. Đó. Ví dụ như là phần tóc này đi, các bạn thể chọn cái công cụ là Lasso Tool hoặc là Polygonal Tool để cũng đè phím Alt+S nhé. Và các bạn bỏ bớt cái phần tóc đi. Thực ra cái này các bạn ghép dạng là để cho vui thôi, cho nên là cũng đừng có gọi là quan trọng hóa quá cái chuyện là
cái tóc tơ thì mình sẽ phải giữ rồi các thứ, ở thôi thôi phiền phức lắm, cắt được thì cắt bỏ luôn rồi xong, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Tí nữa mình sẽ vào cái select subject này, các bạn sẽ chọn lại một chút xíu ha, thì đừng lo cái vấn đề đó. Ở đây thì những cái phần mà hở ở đây thì mình sẽ bỏ bớt đi, bỏ bớt ha, click Dev Internet nè và click thôi. Thực ra công việc tách này nó cũng khá là đơn giản, mình nghĩ là nếu các bạn làm mà làm quen rồi thì nó cũng gọn gàng thôi. Và đây thì mình sẽ tua nhanh đoạn này nha. Ok. Rồi, ok, vậy cơ bản mình đã chọn xong. Tuy nhiên ở đây để có những cái phần gọi là viền chọn nó đẹp nhất thì các bạn có thể chọn quay trở lại cái Quick Selection Tool. Ở trên này thì bạn sẽ thấy là Select and Mask. Còn nếu như là phiên bản cũ hơn thì nó là gì? Refine Edge thì phải ha. Phiên bản mới thì nó sẽ là Select and Mask. Ở đây thì khi các bạn click vô, nó sẽ cho các bạn điều chỉnh lại cái vùng chọn của các bạn ha. Thì đây các bạn có thể chọn đơn giản thôi, ví dụ bật cái Smart Radius lên và chỉnh nhẹ nhẹ lại. Smooth mình cũng chỉnh nhẹ nhẹ lại chút xíu, tăng lên chút xíu ha. Nếu các bạn chưa có thì nó sẽ hơi mất đây. Contrast thì mình sẽ tăng nhẹ lên và Shift X thì mình sẽ 1-2%. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Các bạn có thể click vào để decontaminate color để nó bỏ bớt những cái phần viền thừa ở ngoài. Và ở đây các bạn có thể sử dụng cái công cụ làm công cụ brush đây này, các bạn bôi vào phần tóc hay là phần nào đó mà các bạn muốn làm cho nó gọi là nó chọn thêm giúp các bạn ha. Sau khi xong rồi các bạn có thể chọn là chọn Output Tool này, các bạn sẽ chọn là New Layer with Layer Mask ha, New Layer with Layer Mask, và các bạn click OK hoặc là click vào Remember Setting để lần sau các bạn chọn lại nó nhanh ha. Đó, sau khi xong các bạn sẽ có cái hình như thế này, khá là đơn giản đúng không? Và đây các bạn sẽ sử dụng công cụ là Move Tool ở đây, kéo đưa qua bên, đưa qua bên tab này, kéo xuống và thả thôi. Đó, và nó sẽ lớn hơn. Ví dụ như là hình này thì cái hình người của mình lớn hơn, thì các bạn sẽ bấm Ctrl T để chúng ta thu nhỏ lại ha. Các bạn có thể bấm Ctrl T hoặc là vào Edit chọn Free Transform nhé. Edit chọn Free Transform. Đây thì các bạn sẽ kéo ra ngoài này và chúng ta thu nhỏ lại hình của bạn gái này. Và nếu như các bạn sử dụng phiên bản cũ thì nhớ nhấn giữ phím Shift khi các bạn kéo nhé. Chứ không thì nó sẽ bị kiểu như thế này này. Đó, nó bị dẹp đi, nhìn xấu lắm. Đừng để cái hình của các bạn bị dẹp như vậy nhé. Nhìn kiểu tệ lắm, nhìn amateur lắm, chán. Rồi, ok. Thì mình sẽ để vị trí của bạn nữ như thế này đi hả? Nhìn khá ổn đúng không? Ừ, khá ổn. Rồi. Ở đây background, với background này các bạn có thể làm đơn giản bằng cách là chọn tạo một cái gì cũng được, nhưng mà ví dụ như là hình này đi thì mình sẽ muốn là một cái hình cartoon, một cái hình kiểu như là hình cartoon cái gì nhỉ? Hình vẽ manga kiểu vậy. Manga treat ấy, manga treat hình ảnh. Mình sẽ chọn manga treat này, công cụ thì mình sẽ chọn kích thước lớn. Anime chứ hả? Ừ, nếu như mình muốn một cái gọi là nó nhìn nó hay ho hơn thì nó sẽ là anime đúng không, kiểu phim hoạt hình nhá. Anime treat đấy, treat one paper hay là cái gì đấy. Nhìn đẹp 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 đẹp, được được được, lớn. Mình cái phần công cụ này các bạn sẽ chọn kích thước lớn nhé, để chúng ta kéo qua chúng ta nhìn cho nó gọi là đẹp. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái treat nào đấy nó đẹp đẹp chút xíu, hình này. Hình này nhìn khá được này, hình này khá được, kích thước thì khá ổn. Ok, thì ở đây thì mình sẽ tải cái hình này xuống nhé, Save Image, chọn hoặc là bạn click chuột phải và chọn Copy Image luôn, click chuột phải chọn Copy luôn, các bạn vào Photoshop này, đường giữa background và bấm Ctrl V để các bạn lưu cái hình này lại, để chúng ta save cái hình nó xuống. Ở đây thì mình sẽ để kích thước kiểu như sao cho đẹp nhỉ, sao cho đẹp nhỉ, mình sẽ phóng lớn lên chút xíu đi, nhìn cho nó hợp 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 lý một chút. Nhưng mà mình rất là thích cái cảnh bầu trời này, mình thích cái kiểu bầu trời này. Ok thì mình sẽ để kiểu này đi ha. Rồi, như mẫu thì mình sẽ để thấp xuống chút xíu đấy, kiểu như thế này ha. Khá ổn đúng không, khá ổn khá ổn. Nhưng mà để cho màn nền phía sau và người mẫu chúng ta nó nổi nổi lên chút xíu á, thì các bạn sẽ nhân đôi layer này lên nhé, bằng cách là bấm Ctrl J, phím J là phím nằm giữa phím H và phím K á. Các bạn click vào cái layer background này, cái layer nền của chúng ta nhé, và Ctrl J lên. Sau đó các bạn sẽ vào Filter Blur và chọn là Gaussian Blur để chúng ta làm mờ đi một chút thôi, và người mẫu của chúng ta nó sẽ nổi bần bật lên đấy, kiểu như thế, và click OK.
Ở đây á thì cái phần mình muốn ở phần dưới nó rõ và phần trên nó mờ ha. Thành ra là mình sẽ click vào trong cái layer mask này, tạo layer mask này ha, click vào layer mask đó. Rồi các bạn sẽ có layer mask này nhé. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng là gradient tool. Nhớ click vào layer mask nhé, và các bạn sẽ chọn là layer là màu đen sang trắng ha, đen sang trắng. Rồi, nhớ click vào layer mask nha, click vào layer mask này và các bạn sẽ kéo từ dưới này lên. Đó. Rồi thì chúng ta sẽ có một kết quả kiểu như thế. Khá là đẹp đúng không? Đó, ở đây nó sẽ còn rõ này và xa xa thì nó là tối ha. Rồi ở đây nếu như mà để cho nó gọi là nó thật hơn một chút xíu thì các bạn có thể nhân đôi layer này lên để cho nó dễ này. Các bạn sẽ click chuột phải vào layer mask của cái hình người của chúng ta này, và các bạn chọn là apply, apply layer mask luôn để nó cắt cái hình của chúng ta còn như vậy luôn cho nó gọn nhé. Các bạn sẽ nhân đôi lên lại Ctrl J ha, Ctrl J, và layer ở dưới á, mình sẽ Ctrl T một lần nữa, và ở đây thì mình sẽ chọn là distort ha, distort đi, distort đi, distort khá ổn. Lấy cái bóng ở dưới là bóng ngang đúng không? Bóng ngang ở dưới thì mình cũng sẽ làm ngang ngang ra vậy. Đó, và các bạn để lại vị trí. Ồ, có vẻ không ổn lắm nha. Thì ở đây mình sẽ hơi vẽ tay đi nhỉ. Thật mặc kệ cái bóng nó sau nó làm như nào thì mình cũng không quan tâm luôn. Mình sẽ Ctrl J lên, chọn layer dưới, Ctrl T, chọn Distort. Và ở đây thì mình sẽ cho nó vào vị trí kiểu như này. Đó, ok, đó. Khá ổn ha. Rồi ở đây thì các bạn sẽ giữ phím Control, và các bạn click vào đây nhé. Ở đây các bạn sẽ để đổ luôn cái màu đen lên giúp mình. Đâu rồi cái màu đen? Mình sẽ dùng ở đây, dùng Pen Pocket Tool này, đổ luôn màu đen lên ha. Mình đang chọn màu đen này và click màu đen vào full cái này luôn. Ở tại sao? Mình sẽ dùng cái brush đi, sử dụng cái brush màu đen bôi thẳng vào đây luôn. Đó. Phóng to lên xíu, phóng to lên, bôi thẳng vào đây luôn. Rồi. Đó, để cho nó mất đi thì các bạn bấm Ctrl D ha, Ctrl D. Sau đó ở đây thì các bạn cũng sẽ vào filter blur Gaussian để chúng ta làm mềm cái bóng này ra một chút ha, làm mềm bóng ra một chút. Đó, kiểu như vậy, click ok. Các bạn sẽ giảm opacity đi một tí xíu thôi ha, một tí xíu thôi. Rồi, và các bạn cũng sẽ tạo một cái layer mask này, tạo layer mask cho nó luôn nhé. Click vào cái layer mask dưới này và cũng quay trở lại cái gradient cũng là màu đen tới cái trắng, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ kéo từ trên xuống dưới để chúng ta bớt bớt cái phần này đi. Đó, chỉ để một chút xíu thôi. Đó, gọi là có tí hiệu ứng thôi chứ không cần phải thật, hiểu không? Các bạn không cần phải làm gọi là thật quá trong này. Đây là hình ghép mà. Ở đây thì để ví dụ như các bạn muốn kích thước của cái người này nó lớn hơn chút xíu vậy, các bạn có thể chọn cả hai layer này, bấm Ctrl T và phóng to lên chút xíu đó. Rồi ví dụ, thôi mình để tầm này đi ha, tầm này mình cảm thấy ổn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thêm chữ nhé. Cái hình của chúng ta như vậy là tạm ổn rồi đối với mình. Nếu các bạn muốn thì các bạn có thể làm cho cái hình người này chúng ta đỏ đỏ hơn một chút để cho nó giống với lại cái nền nhé. Các bạn có thể click vô hình cái hình người này, layer người này, các bạn bấm Ctrl M ha, bấm Ctrl M. Ở đây á thì mình sẽ để đầu cho các bạn dễ thấy nha, che hết rồi. Ok rồi, mình sẽ chuyển qua kênh red này, các bạn chuyển kênh red nhá. Đây, để đây chuyển qua kênh red này, bởi vì mình muốn màu đỏ tăng lên mà, thì mình sẽ click vào màu đỏ, mình kéo lên đó, kéo lên chút xíu thôi, đừng nhiều quá nhá, kéo chút xíu thôi. Qua phần blue mình sẽ giảm màu xanh đi chút xíu. Đó thì nó sẽ thêm chút màu vàng và chúng ta sẽ có màu cam và click ok. Đó, chúng ta sẽ có kết quả là hình người chúng ta nó sẽ tiệm tiệm với lại cái background nó đẹp hơn ha. Rồi ok. Rồi đây chúng ta sẽ thêm chữ nhé. Thêm chữ thì các bạn sẽ sử dụng là horizontal type tool, chữ T đó. Các bạn click ở ngoài này và chọn cái kích thước nó lớn lớn chút xíu đi cho nó dễ nhìn. Rồi ở đây ví dụ như là các bạn sẽ ghi là tìm cần tìm việc làm đi, thì có thể là chữ việc làm mình sẽ để ở dưới, thì cái chữ cần tìm này mình cũng cần chôn tê mình phóng lớn lên đấy. Ở đây thì phông, đối với phông nha thì các bạn có thể tải ở trên phông.vietdesigner.net, đúng rồi, phông.vietdesigner.net hả, .net hay .com
đây Việt phong thì các bạn sẽ thấy chúng ta có rất là nhiều cái style phong ở đây, ví dụ như là phong chữ tiếng Việt ở Classic Sài Gòn Taipei này. Ê, nhìn khá là ngầu. Mấy cái style mà các bạn muốn làm kiểu như là 1960 hay là gì đó thì các bạn có thể tải cái phong kiểu này, hoặc là những cái phong có dáng cách điệu hơn. Và đa phần ở những cái phong ở trên này thì cũng đều đã có Việt hóa cả rồi. Thế nên các bạn có thể tải về, click chuột phải vào cái file phong đó và chọn là install. Sau đó các bạn restart lại cái Photoshop thì các bạn sẽ thấy cái phong đó ở trong cái bộ phong của các bạn nhé. Còn đây thì mình sẽ sử dụng một bộ phong phụ phong mà mình đã có sẵn. Ví dụ như là mình chọn cái phong đây đi, phong site writer gì gì đó, à cần tìm rồi, ở dưới thì mình sẽ là cần tìm cơm ăn cơm ăn áo mặc hay là cái gì đó, cần tìm cơm ăn hả, hay là thôi cần tìm việc làm đấy, hoặc là ở ở đây có chất xám cần bán chẳng hạn, vậy nghe cho nó ngầu đúng không, cần tìm việc làm nghe kiểu mất giá trị không. Ở đây có chất xám cần bán, chất xám muốn bán thì mình sẽ để cho nó, ơi sorry mình bấm nhầm, chất xám v chữ v back mình vừa crop hả, ok chất xám cần bán hả, ở ở đây cần bán chất xám đi, ở đây cần bán đấy chất xám nghe nó mẹ có giá trị hơn đúng không, ở đây cần bán chất xám. Thay vì các bạn ghi là cái gì muốn gì cần tìm việc làm hay là cái gì đấy thì các bạn sẽ ghi là ở đây mình đang có chất xám này và mình ấy tới bóc lột tôi đi kiểu vậy, miễn sao trả tiền cho tôi là được rồi kiểu thế, thì nghe nó sẽ rất là chất chơi người rơi đúng không. Mình sẽ chỉnh vị trí làm sao nhìn cho nó đẹp đẹp một chút xíu, chất xám cần bán nhìn khá ổn rồi đúng không, chất xám này mình có thể thu gọn vị trí vào một chút đây. Mình sẽ có thể thu gọn cái khoảng cách ở giữa hai chữ này. Đó, đây có chất xám cần bán. Để đâu cho đẹp nhỉ? Chất xám. Các bạn vote dù mình coi là nên để ở đâu nhìn cho nhìn cho nó hợp lý, hay là thôi cứ ở giữa hình đi ha, ở giữa. Chất xám cũng ở giữa. Đó, rồi, đấy. Chung quy lại thì cũng làm những điều nó đơn giản thôi chứ phức tạp quá chi cho khổ đúng không? Đâu phải ai cũng là designer đâu. Đấy, kiểu vậy. Rồi, ở đây cần bán chất xám khá ổn ha. Rồi, để cho chữ này các bạn đẹp hơn một chút thì các bạn có thể làm một cái hiệu ứng, ví dụ như là các bạn làm đổ bóng nè, các bạn làm viền này ha, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn muốn làm đổ bóng cho chữ chất xám đi. Ví dụ vậy, các bạn sẽ bấm chuột phải và chọn là blending option ở trong cái layer chất xám nhé. Cái chữ chất xám á. Rồi, ở đây nó sẽ là những cái hiệu ứng cho cái layer của các bạn. Và layer đó thì ở đây nó là chữ. Các bạn muốn làm gì? Các bạn muốn làm viền ha. Các bạn sẽ chọn là stroke ha. Stroke ở đây là size, là kích thước nè. Đấy. Các bạn có thể chọn là màu ở đây nè. Rồi stroke này nó sẽ là nằm ở trong, nằm ở giữa cái viền hay là nằm ở ngoài. Thông thường viền thì nó sẽ nằm ở ngoài đúng không? Thì mình cũng sẽ thường chọn là outside thôi. Rồi, ở đây thì các bạn có thể chọn cái dạng màu á, các bạn muốn chọn là color có nghĩa là một màu cụ thể nào đó hay là một gradient, ví dụ như là gradient này thì các bạn sẽ chọn, ví dụ như là các bạn chọn màu ở dưới là màu xanh này đi đấy, còn màu ở trên thì mình sẽ là cái màu của background đi, nhìn cho nó tông xuyệt tông đúng không, đấy kiểu này đi đấy, có chất xám cận bạn, ơi cái này nhìn đẹp phết nhỉ, ê cái này nhìn đẹp được kết được. Rồi, ví dụ các bạn muốn làm cho nó tỏa sáng đi, tỏa sáng là gì? Là glow đúng không? Outer glow chính là tỏa sáng. Đó. Thì các bạn có thể chọn là glow ở đây. Thì các bạn sẽ chọn cái màu bóng. Đấy cái bóng tên là opacity của cái bóng này. Đó, nhìn khá ổn đúng không? Rồi, ví dụ các bạn muốn làm những khác thì sao? Các bạn muốn drop shadow này là làm một cái bóng đổ đó. Đó, thấy bóng đổ không? Nhìn được ha? Mình có thể làm một chút xíu đi. Kích cái độ đổ bóng thì mình sẽ để thẳng từ trên xuống nhìn cho nó đẹp đẹp đấy, và những cái thông số này các bạn có thể chọn, và những cái này nữa các bạn có thể nghịch thoải mái đi, bởi vì cái layer style này các bạn có thể thoải mái các bạn nghịch ha. Sau khi xong rồi các bạn sẽ nhấn ok. Rồi ở đây ví dụ như các bạn muốn làm nhanh copy cái style mà chúng ta đã làm cho cái chữ chất xám này cho cái layer chữ ở đây cần bén á, thì các bạn sẽ bấm chuột phải vào layer chất xám và các bạn chọn là copy
copy layer style. Đây, copy layer style nhé. Chấm copy. Và đã có copy rồi thì chúng ta sẽ có paste layer style. Đây, paste layer style. Và xong, chúng ta sẽ có cái hiệu ứng chữ ở đây cần bán cho cái chữ chất xám luôn. Khá là đơn giản đúng không? Ở đây các bạn có thể thêm những cái logo hay là cái gì đó ở đây cũng được. Mình sẽ để là cái gì rồi? Image, mình sẽ vào trong phần hình ảnh này. Mình sẽ chọn là cái gì? Credit đi. Credit phim Việt Nam. Kiểu thế. Mình sẽ có cái điền chữ ở dưới. Thì mình đang kỳ vọng là mình tìm được một cái logo, nhưng mà thôi chắc không có rồi. Ơi credit phim mình viết nhờ, viết sai chính tả. Mình sẽ để là credit phim PNG ha. Nó sẽ có những cái logo kiểu như này, nhìn khá là hay hoa và khá là lý thú đúng không? Khá là lý thú. Đấy. Mình sẽ lấy cái ví dụ như là lấy cái này đi ha, lấy cái này đi, click chuột phải chọn copy. Ví dụ như là cái nền của các bạn là trong suốt thì nó dễ rồi, nhưng mà ví dụ nền của các bạn là nền đen thì các bạn làm rất là đơn giản thôi. Chúng ta cũng quay trở lại đây, các bạn bấm Ctrl V để chúng ta paste vào nhé. Thì đây các bạn thấy nó nền đen đúng không? Các bạn không cần phải tách nền ở đây nhé. Các bạn chỉ việc là click vào layer đó và các bạn chọn là screen, chọn là screen ha, chọn cái layer style là screen này. Đấy, cái blending mode là screen, sau đó nó sẽ khử toàn bộ màu đen đi và các bạn sẽ có cái layer này ha. Các bạn có thể click Ctrl T và chúng ta phóng to lên một chút để vào giữa hình, để vào giữa đó, nhìn cho nó cũng khá là hay ho đúng không, nhìn rất được. Đó thì ở đây các bạn có thể để tên của các bạn nè, đấy, hay là mô tả cái gì đó cho nó hài hước vui vẻ, nó hay hơn. Đây mình thấy nó còn hơi thừa, đây mình sẽ chọn đây và delete đi. Đó, thì đơn giản là vậy. Đó là cách để các bạn có thể tạo được một cái poster hay là một cái hiệu ứng hay ghép ảnh chân dung của các bạn cho một cái mục đích khá là vui vẻ nhưng mà nó rất là thu hút ha, và đẹp nữa nếu như các bạn có hoa tay. Như này là mình không có soạn trước này, mình chỉ mình đơn thuần là mở phần mềm mà ghi hình màn hình lên và mình tìm cái stock của bạn Nguyễn Bình và ghép cho các bạn thôi, mình chưa ý tưởng gì cả. Thì các bạn để thấy là nó khá là dễ đúng không? Thì đơn giản là vậy thôi. Các bạn muốn mình làm ít vấn đề gì nữa, hãy chủ đề gì nữa thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần tới. Mình biết cái này cũng không phải là nâng cao lắm nhưng mà khá hò đúng không? Ở phía dưới này á thì mình sẽ có video khác, hãy click vô để tham khảo nhé. Và đó là toàn bộ video này. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần tới. Bye.